Ngày 15 tháng 2, Forbes Việt Nam công bố danh sách Forbes Under 30 với 26 gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Chỉ một ngày sau đó, Ngô Hoàng Anh, gương mặt trẻ nhất trong danh sách, bị tố gả tình nữ sinh. Cô gái được cho là nạn nhân tên Nhi. Người đăng bài tố Ngô Hoàng Anh quấy rối tình dục Nhi khi cô đang học lớp 10 còn Hoàng Anh đang học đại học. Trong ảnh chụp tin nhắn được cho là giữa Hoàng Anh với Nhi, anh này dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã, nhắc đến chuyện nhạy cảm khi Nhi chưa đủ 18 tuổi. Sáng ngày 17 tháng 2, Fox Việt Nam chính thức phản hồi về ồn ào. Trên fanpage, tổ chức này cho biết Fox Việt Nam đã nhận được thông tin. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, tìm hiểu cho đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan. Fox Việt Nam sẽ sớm thông báo tới quý bạn đọc khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ. Hiện, tổ chức này đã tạm gỡ thông tin của Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Fox Under 30 Việt Nam năm 2022. Ngô Hoàng Anh sinh năm 2000 được Phó vinh danh trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Anh được Forbes nhắc đến với tư cách trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo phòng chống COVID-19. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Ngô Hoàng Anh du học Pháp tại Đại học Ecole Polytechnique, chuyên ngành toán kinh tế và toán máy tính. Năm 2020 khi trường tạm đóng cửa vì đại dịch, anh về nước tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin phòng chống COVID-19. Anh điều hành nhóm xây dựng mô hình dự báo COVID-19 của Việt Nam. Mô hình này của Ngô Hoàng Anh và các cộng sự đã được ứng dụng dự báo hai đợt bùng dịch tại Hải Dương và Bắc Giang. Nhóm cũng mang mô hình đi trình bày tại Hội nghị Bệnh phổi Thế giới The Union lần thứ 52 và Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Quốc gia lần thứ 8 năm 2021. Hiện, Ngô Hoàng Anh đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cống hiến cho y tế. Anh theo học thạc sĩ ngành dịch tễ học thống kê tại trường y trực thuộc Đại học Edinburgh, Anh. Theo hồ sơ LinkedIn, anh có khá nhiều hoạt động nổi bật như dạy toán và tiếng Anh tại tổ chức thiện nguyện Project Sugar, cố vấn toán hè Nam Việt Nam năm 2018, giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2018. Khi Hoàng Anh được vinh danh tại Fox Việt Nam, cũng là lúc những nữ sinh được cho nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục năm xưa lên tiếng, những người từng tố cáo Ngô Hoàng Anh hai năm trước đây nhưng vụ việc đã chìm xuống trong im lặng. KN, 21 tuổi, đang học tại London, Anh, và TM, 19 tuổi, đang học tại Toronto, Canada, đã chia sẻ với những hình chụp tin nhắn qua lại với Hoàng Anh. KN là người đầu tiên can đảm lên tiếng công khai tố Hoàng Anh vào tháng 2 năm 2020, khi người này bắt đầu gạ gẫm video call cởi đồ. KN, TM và một vài nạn nhân khác sau đó cũng tung công khai các tin nhắn gạ tình từ Hoàng Anh. VE đã liên hệ với nhóm tố cáo để xác minh sự việc, theo đó trong tin nhắn gửi Fox Việt Nam nhi khẳng định mình là nạn nhân trong vụ việc quấy rối tình dục nhiều nữ sinh của hoàng anh đồng thời bày tỏ sẵn lòng đứng ra làm chứng đoàn tuấn khôi người đã liên hệ trực tiếp với fox việt nam để tố cáo ngay sau khi ngô hoàng anh vừa được vinh danh đã tiết lộ với vee rằng động thái duy nhất của hoàng anh với mình là ăn friend trên hủy kết bạn với mình sau khi mình đăng bài gửi thư lên fox mình đăng do bạn mình cũng bức xúc hỏi mình có cách nào phản ánh sự việc không nên mình tìm ra địa chỉ liên lạc của fox đồng thời mình cũng có hỏi ý Kano rồi. Sự việc sau đó thì hoàn toàn xảy ra ngoài dự tính, mình cũng không nghĩ sau một giờ đêm chuyện nó lan ra tới vậy. Hiện tại, ngay sau khi bị tố, Ngô Hoàng Anh đã hủy kết bạn với những người liên quan, sau đó khóa Facebook cá nhân của mình để lánh mặt. Phó Việt Nam cũng đã nhận được phản hồi và tiến hành xem xét sự việc từ các cáo buộc ở cả người trong cuộc lẫn người bị hại, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp. Đoàn Tuấn Khôi cho biết, Fox cũng đã gửi mail cho mình với nội dung sẽ xác thực chuyện này. Nên mình có thể yên tâm là vụ này sẽ được làm rõ tới cùng. Ngô Hoàng Anh Người gây chấn động giới start-up, người bị tố quấy rối nữ sinh trung học, khiến người ta nhớ đến người có tài mà thiếu đi chữ đức vậy. Chào mừng các bạn đến với kênh GMC Now 24 h kênh tin tức chọn lọc các tin tức từ khắp nơi, nhằm giúp quý vị có thông tin thú vị nhất hãy bấm đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ để luôn được cập nhật tin tức mới nhất xin chân thành cảm ơn